Lan xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách tô 2 bức tranh. Và ngũ bất lợi trong vòng 15 phút. Nếu trong vòng 15 phút mình hoàn thành, mình sẽ được thưởng một hộp kem tươi ngon. Nhưng nếu trong vòng 15 phút mình không hoàn thành, mình sẽ bị phạt ăn một nắm ớt. Mình có chuẩn bị một chiếc đồng hồ bấm giờ. Giờ mình sẽ đi thực hiện thử thách nhé. Thời gian thực hiện thử thách bắt đầu. Thank you.
giờ mới có hơn 12 phút thôi. Mình sẽ được thưởng hộp kem tươi ngon. Giờ mình sẽ đi khui hộp. Mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy bức tranh nào của mình đẹp thì hãy bình luận bên dưới và đừng quên ấn đăng ký nhé. Bye bye.